tiểu sử ca sĩ Thanh Duy. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, anh có giọng hát rất lạ và cân được mọi thể loại âm nhạc. Sau cuộc thi Việt Nam Idol 2008, Thanh Duy nổi lên và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Anh sinh ngày 30 tháng 11 năm 1986 tại Trà Vinh và được biết đến với tên đầy đủ là Phạm Trần Thanh Duy. Dù không có nền tảng nghệ thuật từ gia đình, nhưng Thanh Duy lại có giọng hát đặc biệt, cao vút và trong trẻo. Anh từng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường khi còn đi học và tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Sư phạm khoa tiếng Anh. Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi biết trước đây Thanh Duy từng làm giáo viên, nhưng quyết định rẽ lối qua sự nghiệp ca hát. Là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, nhưng nó cũng vô cùng khó khăn và nhiều chông gai. Khi anh theo đuổi đam mê của mình, nhiều người ấn tượng với vẻ nhí nhảnh, mặt lúc nào cũng tươi rói, hát một cách rất thoải mái và đầy tự tin. Khi ra mắt album đầu tay có tên Chàng trai dễ thương, công chúng bất ngờ khi Thanh Duy quyết định rút lui khỏi hoạt động giải trí để nghỉ ngơi và tìm cảm hứng âm nhạc. Đúng như vậy, Thanh Duy một con người cá tính, nghĩ được làm được, anh luôn mang khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi đã bổ sung năng lượng đầy đủ, nam ca sĩ chuyển hướng sang vai trò phụ trách truyền thông của chương trình Việt Nam Next Top Model. Thời điểm này được coi là thời điểm học nghề của Thanh Duy, anh vừa học hỏi, vừa tích lũy kinh nghiệm với vai trò sản xuất. Cuối năm 2012, Thanh Duy trở lại thị trường âm nhạc và cho ra mắt sản phẩm Ha Ha Ha. Cùng với phong cách trẻ trung, hiện đại và năng động, đồng thời cũng đầu quân về công ty chung một nhà với ca sĩ Đại Nhân. Lần này, đã để lại cho nhiều người ấn tượng mạnh khi làm mới mình với mái tóc hồng cá tính. Nhiều nghệ sĩ luôn hướng đến hình ảnh đa năng, và Thanh Duy cũng đang thể hiện điều đó. Thậm chí anh còn làm rất tốt, tiêu biểu như ở cuộc thi Cùng Nhau Tỏa Sáng mùa đầu tiên. Đây là game show đòi hỏi phối hợp ca hát, diễn xuất và biên tập kịch bản. Thanh Duy đã làm rất tốt với thành tích cao qua từng vòng thi và xuất sắc giành chiến thắng. Cũng sau cuộc thi này, lượng fan của anh tăng lên đáng kể. Tiếp tới là giành giải Á quân Gương Mặt Thân Quen năm 2015 một cách thuyết phục, càng khiến khán giả ngả mũ trước một chàng trai đa tài. Có khả năng biến hóa hình ảnh một cách trơn tru, hợp logic và rất nổi bật khi hóa thân vào các ca sĩ nổi tiếng. Thanh Duy còn khá có duyên với việc làm MC, cách dẫn vui nhộn, xử lý tình huống khéo léo được đánh giá cao. Anh còn trổ tài lẻ khiến fan nở mũi khi đóng vai trò là nhà văn, với tác phẩm mang tên Lỗi ở Yêu Thương, Về Nhà Với Mẹ. Được xuất bản vào tháng 3 năm 2016, ca khúc chủ đề Lỗi ở Yêu Thương cũng được anh thể hiện và trở thành hit nhanh chóng. Vào đầu năm 2017, Thanh Duy tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Ở đây mọi người được dịp thấy một Thanh Duy khác, không còn vẻ lý lắc nghịch ngợm, mà là một thanh niên nghiêm túc, luôn chấp hành nội quy và có phần hơi lúng túng khi được cho vào khuôn khổ huấn luyện. Những tập được phát sóng luôn làm khán giả cười sảng khoái, xen lẫn xúc động với các tình huống mà nam idol thực hiện. Thanh Duy cho biết, đây là trải nghiệm mà bản thân anh khó có thể nào quên được. Thoát khỏi mác ca sĩ đi đóng phim, là một nghệ sĩ đa năng, vươn mình rộng ra với nhiều lĩnh vực. Từ tham gia sản xuất chương trình truyền hình thực tế, đến thử sức với các cuộc thi tài năng tại các game show nổi tiếng và chạm ngõ điện ảnh. Với vai diễn ấn tượng cùng giải thưởng để đời đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Thanh Duy. Tuy chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, cũng như chưa từng góp mặt trong bất kỳ một bộ phim truyền hình hay điện ảnh trước đó, nhưng khi tham gia vào dự án phim Đập Cánh Giữa Không Trung, Thanh Duy đã làm đạo diễn hài lòng. Với lối diễn xuất tự nhiên, vừa lôi cuốn, vừa tạo điểm nhấn khiến người khác phải nhớ và ấn tượng lâu. Sự thành công của bộ phim đã giúp Thanh Duy mang rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Tiêu biểu như nam diễn viên xuất sắc của Việt Film Fest năm 2015 tại Mỹ, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2015. Sau phim Đập Cánh Giữa Không Trung, vào năm 2018, Thanh Duy đảm nhận vai diễn chính lần đầu tiên trong phim Lời Kết Bạn Chết Chóc. Đây là bộ phim mang gam màu kịch tính bí ẩn, thuộc thể loại tâm lý kinh dị, mang lại một làn gió mới khi không chỉ khắc họa mặt trái của thế giới ảo, mà còn là câu chuyện về mặt trái của lòng người. Dù bị chỉnh sửa nhiều lần và mất tới 3 năm để ra mắt công chúng, nhưng bộ phim không làm khán giả thất vọng. Và đặc biệt, các nhân vật đều thể hiện rất tròn vai. Được biết, kể từ khi tiếp nhận kịch bản cho tới khi nhập vai, Thanh Duy nhiều khi bị ám ảnh bởi câu chuyện trong phim. Sau khi bộ phim được công chiếu, cũng nhận được lời khen lẫn chê, những đánh giá liên quan đến dòng thoại của Thanh Duy là quá cao. Đây cũng là một cách đánh giá góp phần cải thiện diễn xuất của nam ca sĩ cho những tác phẩm về sau. Về đời tư của nam ca sĩ,
nổi tiếng như thế, nên chuyện tình cảm của anh chàng cũng là chủ đề bàn tán của các fan. Mới đây, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm dở dang của mình. Anh chàng có một mối tình rất đẹp nhưng lại phải yêu xa. Cô gái ấy phải đi du học, và chuyện tình của họ cũng vì thế mà gặp sóng gió. Ngày cô gái ấy quay về Việt Nam, anh đã đứng chờ cô ở sân bay từ rất sớm, nhưng không thấy cô đâu, chỉ nhận được tin nhắn chia tay của cô, ngay đúng ngày Valentine's Day. Anh đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng vẫn đủ dũng khí để buông bỏ mối tình. Hiện ở tuổi 38, anh chàng vẫn giữ nét trẻ trung, cùng nét đáng yêu gắn liền với tên tuổi bấy lâu nay. Sau hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, liên tục làm mới hình ảnh cũng như thay đổi nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, MC, diễn viên, đến việc tham gia sản xuất chương trình. Thanh Duy Idol luôn gặt hái được nhiều thành công mới và ngày càng chứng tỏ thực lực không giới hạn của bản thân mình. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào, hẹn gặp lại!